Hello mọi người, nhất là các em gái tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Phải nói rằng là năm Đinh Dậu thì những người nữ tuổi Tân Dậu là gặp một năm rất là kinh khủng. Thì cái năm tiếp theo là cái năm Mậu Tuất này thì như anh đã nghiên cứu thì tuổi Nhâm Tuất là một trong những cái tuổi mà gọi là có thể là xấu nhất trong 60 con lục tập hoa giáp. Vì lý sao thì đơn giản thôi, nữ tất cả những người tuổi Tuất thì đều bị trực thái tuế, nhưng mà do là thái tuế thì nó không đi đủ là 12 năm một lần như là 12 con giáp, nó chỉ xê xích nhau một tí xíu khoảng 11,7 năm là một dòng thái tuế. Cho nên là những người tuổi Nhâm Tuất là chịu cái trực thái tuế rất là nặng nề, mà cũng giống như là những người tuổi Tân Dậu mà đã chịu trong năm Đinh Dậu. Thì đầu tiên hết là chúng ta phải xét coi thử là vận hạn và ma âm của chúng ta như thế nào ở trong cái năm Mậu Tuất 2018. Người mà Nhâm Tuất nữ mạng á, thì là mệnh đại hải thủy, là nước biển lớn, gặp năm bình địa mộc, tức là sinh xuất ha, một cái lớn trong sinh xuất. Sao là kế đô, một cái sao mà chủ về ốm đau và hao tốn, rất là xấu đối với nữ. Hạn thì tiên tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên là cẩu phùng phong, tức là chó đi dại rất là xấu. Thiên can chữ mậu ha, nó khắc chữ nhâm là tương khắc, thiên can bị tương khắc, bất an rối rắm trong công việc. Địa chi Tuất gặp năm Tuất là năm tuổi tam tài, rất là bất an, rất là xấu. Nói chung là nếu như mà xét những cái bên ngoài như mạng, sao, hạn, vận niên, thiên can, địa chi thì tất cả đều là xấu đối với tuổi Nhâm Tuất nữ mạng 1982. Như vậy thì thật là sự là rất là kinh khủng. Để cũng như tất cả các video clip khác thì để làm một cái tử vi nào đó thì chúng ta phải xét về thiên tính của cái tuổi đó như thế nào. Thì như cũng đã nói ở trong các cái video về trọng đời thì các em tuổi gái tuổi Nhâm Tuất đa phần là người tốt tính ha, trung thành là cái đặc tính riêng của chó, hoạt bát, suy nghĩ thì sâu xa, làm việc thì rất là nhiệt tình, không ngại khó khăn, dễ gây cảm tình với người lớn tuổi, nhưng mà cũng rất là dễ bị nhỏ tuổi ganh ghét, tại vì thấy là làm việc nhiệt tình quá, làm việc không có suy nghĩ về cái lợi cho mình thì cuộc sống này người ta không có tin điều đó ha, cho nên là người ta ghét, người ta nói mình là đạo đức giả. Cho nên đó là do là dễ lấy cảm tình của người lớn tuổi, cho nên là trong cuộc đời gặp nhiều cái người trợ giúp ha, có sự may mắn trong sự nghiệp. Tuy nhiên các em là mắc phải cái nhược điểm rất là lớn, đó là hay cố chấp, ít chịu nghe lời góp ý của người khác. Nếu như mà đã nói là chuyện đó đúng thì mình cứ làm thôi, thậm chí lúc phát hiện mình sai rồi mình cũng cứ vẫn quay cái phan theo ha, cái đó là sự cố chấp nha. Thậm chí là cái lời khuyên của những người mà biết là có kinh nghiệm mà cũng không chịu nghe, nên cũng gặp nhiều lần thất bại ha. Với tinh thần là tự lực nè, thích tự do, đa phần các em là thường nó là sớm vào đời bướng chải và khá cực thân. Bởi cái tuổi là tuổi của em tuổi Tuất là thổ, nên mạng là mệnh thủy, tuổi nó khắc mạng, bản thân là tương khắc rồi, bị tương xung ha, vốn là người có công danh sự nghiệp ha, gặp nhiều sóng gió, tình duyên cũng không được như ý, ngoại trừ các em mà sanh thuận vào mùa thu với mùa đông mà sinh vào ban ngày nha, được an nhàn sung sướng hơn đôi chút. Số cũng không có sung sướng ha, số người tuổi Tuất cũng không sung sướng lắm, Nhâm Tuất không sung sướng, Nhâm Tuất mạng nam sẽ sung sướng hơn. Các em là người mạng thủy ha, cung càn nạp âm ngũ hành là kim, tức vậy là nạp âm ngũ hành là tương sinh cho bản mệnh ha, là người nên là người phù hợp với cái môi trường đám đông này, thích hoạt động, lại là người thích nổi danh nữa, có khả năng đảm nhận những công việc mà người khác thậm chí là chê khó mà không dám làm mà mình nhảy vô làm.
đặc biệt rất là dễ bị khích tướng. Nói mình làm mà thí dụ giống như mà người nào nói ở chuyện đó chắc chị không làm được đâu, nhất quyết phải nhảy vô làm cho chứng minh cho người ta thấy là mình làm được ha. Cho nên đó là hay lao vào công việc ngoài khả năng ha, rồi gánh lấy thất bại đau thương. Thêm nữa dù là nữ nhưng có nhiều tham vọng, muốn tự khẳng định bản thân không thua nam giới, cho nên là phải vào hậu vận trên 40, trải qua nhiều cái sóng gió trong cuộc đời, rút được nhiều cái bài học thì mới có thành tựu đáng kể. À, đó là thiên tính của nhâm tuất nữ ha. Như vậy thì để vận vào cái năm Mậu Tuất 2018 này với công văn sự nghiệp của người nhâm tuất nữ mạng thì tức là không may là các em gặp sao kế đô chiếu mạng. Đây là một tinh quân rất xấu cho nữ. Thường sinh nhiều rối rắm, tai tiếng thị phi, đặc biệt cần phòng bệnh nạn. Tuy nhiên sao kế đô này lại là thuộc hành kim. À mà đối với người mệnh thủy là kim nó sinh thủy, như các em không có gây nhiều thiệt hại lắm. Mọi khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tại vì dù nó xấu nhưng mà nó là tương trinh cho bản mệnh của mình thì nó sẽ giảm bớt cái sự hung hãn, giảm bớt cái sự xấu của nó ha. Biết đâu nó xấu với ai nhưng mà nó gặp mình nó hiền thì sao, đúng không? Hạn là hạn thiên tinh, dễ sinh là tranh chấp kiện thưa và đường tình duyên sẽ có nhiều bất ổn, nên cẩn thận trong mọi việc, nhất là giấy tờ giao kèo ha. Và đặc biệt là dè dặt trong lời nói, đừng có nói qua nói lại về thị phi. Năm tam tai năm nặng thì nó sẽ có chuyện như đó. Vận niên là cẩu cuồng phong, bất lợi trong công việc cũng như giao tiếp ha. Dễ gặp chuyện nghịch ý, rồi sanh nóng giận, dễ sinh sai lầm. Gặp vận niên này các em cần mọi việc bình tĩnh, cẩn trọng, càng nóng giận thì càng thiệt thân. Gặp vận niên cái năm nay là càng nóng giận càng ấy lên, gặp chuyện mãi thì mình hít thở ha, coi chừng ha. Về tứ trụ thì năm 2018 là với thiên hư địa tam tai, cuộc sống thì chắc chắn là không được như ý rồi. Công danh thì trắc trở, mưu sự thì khó thành. Đặc biệt gia đình sức khỏe không có gì thay đổi nhưng khó tránh xáo trộn bất ngờ, bất lợi. Phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải á, thì năm 2018 can mậu thì thuộc dương, ngũ hành rất là hợp hỏa, trung vận là thái thủy, cho nên hỏa sẽ rất vượng. Đối với các em mạng đại hải thủy á, là tương khắc, dù là các em khắc năm ha, năm này năm hỏa nhiều, sẽ không có lợi nhưng không quá thiệt hại. Tại vì dù gì nữa chúng ta khắc nó chứ phải đâu khắc chúng ta ha. Chúng ta là đại hải thủy, các em là đại hải thủy cho nên là có lửa bao nhiêu thì cũng không sợ hết. Sao hạn vận thế vận niên tất cả là đều yếu kém, lại đang gặp năm tam tai năm nặng ha, năm tuổi, đặc biệt là người tuổi Tuất chịu trực thái tuế ha, chịu trực thái tuế nặng nhất trong các người tuổi Tuất, nên công việc làm ăn cũng như gia đình tình cảm có nhiều điều không thuận. Cần giữ cái tâm ý mình thiện lành ha. Đừng có mà thấy người ta chơi mình xong quay lại chơi là còn gãy ông đập lưng ông còn nặng hơn nữa. Thì càng coi như là giữ tâm bình tĩnh bao nhiêu thì càng giảm phần thiệt hại bấy nhiêu. Đây là năm báo hiệu một năm rất khó khăn, nên an phận thủ thường vẫn là chưa đủ ha, mà phải là chịu nhịn luôn á, tức là chịu mà lép vế, chứ còn an phận là còn chưa được đâu, chấp nhận lùi một luôn cho người ta qua mình luôn. Cố gắng làm các việc trong tầm tay thôi, dù có vất vả nhưng vẫn duy trì được cuộc sống yên ổn. Tốt nhất năm nay đừng có mở cái gì ra làm mới hết, nên thủ nhâm tuất ha. Nhâm tuất nữ mạng không làm mới gì, không đầu tư lớn cái gì hết, thậm chí là đi làm công ăn lương cho chắc ăn, vượt qua một cái năm đầy khó khăn này ha. Năm này không có cái gì một tí nào tốt ở trong cái tử vi cả. Về cái ngũ hành cả, xét về mặt tử vi á, thì các em mà đang vào giai đoạn đại hạn 10 năm kể từ năm 32 đến năm 41 tuổi. Đây là cái giai đoạn có rất là nhiều sự thay đổi bất lợi trong công việc cũng như gia đạo. Tiểu hạn đang vào tiểu hạn năm nay thì đi vào sinh địa, đem lại nhiều may mắn cho danh lộc lẫn sức khỏe. Tiểu hạn này có khả năng ngăn chặn hóa giải những sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên, nhưng mà tiểu hạn thì nó cũng chỉ là một mặt thôi của cái tử vi thôi,
cho nên là đừng có nghĩ là phải có tiểu hạn, nghĩ là hóa giải được tất cả mọi thứ khó ở trên kia ha. À, như vậy là năm nay tuy yếu về sao hạn, đại hạn đang trong đại hạn, nhưng có nhờ có cái tiểu vận sáng sủa nên hy vọng là sẽ giảm bớt cái phần bất lợi khó khăn. À, chỉ có người ta có hy vọng thôi, chỉ có cái tiểu vận thì hy vọng là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà năm tam tai thì cho nên là tốt nhất là yên thân. Đọ cung tiểu vận thì có thiên phủ, à, một nam đậu tinh quân rất là tốt, tọa chủ, à, nhưng mà bị ông tuần ông án ngữ, cho nên là vô hiệu hóa những cơ may mưu sự thì cũng khó thành. Công việc thì khởi đầu thì ngon, nhưng mà hậu thì coi chừng chết ha. Nhờ cũng may là có khá nhiều cái phúc tinh hội chiếu đỡ lo về mặt bệnh tật và tai nạn ha. Trong rủi thì sẽ có may, phúc gặp khó khăn cuối cùng sẽ có người trợ giúp. À, với là phủ đà phá cũng hồ nhập thì dễ bị rắc rối, tranh chấp hay cãi cọ trong giao tế tình cảm, nhất là những người nhỏ tuổi hơn mình. Với thái tuế nhập cung mà trực chiếu, người ta còn gọi là đầu đội thái tuế, không họa thì cũng tai ha. Rồi á, cuộc sống sẽ rất là thăng trầm bất định, gặp nhiều phiền lòng, việc làm ăn thì không yên trí. Rồi năm nay lại sao kế đô nữa, người ta nói sao kế đô, không xô thì cũng ngã, chứ đừng nói là xô ha, mà toàn cái thấy là còn bị trực thái tuế nữa thì mình nghĩ rằng là các em gái nhâm túc nên cực kỳ cẩn thận ha. Rồi tiếp theo là cung phúc đức thì có tứ linh cắt hội cùng thiên trù nguyệt đức. À, như vậy là đây là một cái điều rất là tốt, vẫn có những may mắn xuất hiện trong những tháng thuận lợi về tử vi, tạo được cả danh lợi và tiền tài. Nhưng dù sao cũng đừng quên những bất trắc có thể xảy ra, vì đây là cái năm tam tai năm mạng, nhất là năm tuổi. À, về mặt tài chính á, thì năm nay á, tiền tài thất thường, khó mong tích lũy, nhưng không lo thiếu hụt vì đã có thiên trù ha. Một cái sao thiên trù là giống như là một cái kho lọc trời á, mình sẽ ăn không có hết ha. Về mặt tâm linh thì nói như vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng với những cái điều xấu mà tử vi của nhâm tuất nữ mạng đang chịu thì có thiên trù bao nhiêu thì nó cũng chả được cái gì đâu, cho nên là cần cẩn thận nhiều thứ. Rồi nhìn chung là các mặt năm nay ha, sinh xuất bản mệnh nè, tiểu hạn thì tốt, nhưng là đang trong đại hạn, đại hạn 10 năm, sao vẫn yếu kém, cuộc sống thì có phần rối rắm, à, khó khăn, tiền tài hao hụt nhưng không hẳn là thất bại hoàn toàn. À, tại vì nó có tứ linh hóa cắt kia, rồi còn có thiên trù nữa, cho nên là có thể nói là mình tốn tiền nhưng mà không biết tiền ở đâu có, nó lại mình hết rồi lại có, hết rồi lại có để mình tốn. Tuy nhiên bổn mạng rất yếu kém, do là sinh xuất là thủy, mình mệnh thủy năm nay gặp năm mộc ha. Chính yếu tố này cản trở sự thành công của các em gái, có thể nói đây là năm rối rắm đa đoan, đầy những khó khăn chờ đón các em nhâm túc nữ mạng. À, cho nên là các em cẩn thận ha. Rồi đó là về mặt gia đạo và tình cảm của năm 2018 á, là sao vẫn có nhiều bất ổn, cuộc sống tình cảm cũng không mấy an vui. À, nếu đã có gia đình á, cố gắng quan tâm nhiều hơn đến chồng con ha. Năm nay á, là phải chịu một nhịn chín lành vì là năm hung niên. À, nếu như mà với những cái sao hạn xấu như thế này á, thì nếu như để hóa giải tốt nhất thì là anh khuyên các em là nên có con. À, nếu mà sinh con mà trong năm nay á, rất có lợi vì con sẽ phần nào hóa giải bớt cái vận hạn ha, giúp cho cái tình cảm vợ chồng nó có keo sơn hơn, và cái vận hạn nó không đổ lên đầu mình khi mà mình mang thai ha. Người đàn bà mà mang thai là cái vận mạng của người ta dữ lắm, cho nên là người ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều ha. Còn quan hệ với bên ngoài á, thì dễ sinh tranh chấp vì lời nói thị phi tai tiếng. Nếu giao tiếp với phái nam á, lại càng phải cẩn thận. À, các em á, dù đã có gia đình nhưng vốn nắm mệnh thủy là người luôn mát mẻ, tỏa năng lượng dễ chịu,
nên vẫn có người để ý muốn kết thân ha, thậm chí là yêu thương đơn phương. Dù các em có đứng đắn nhưng cũng dễ bị tai tiếng, có thể gây bất hòa trong cuộc sống vợ chồng. Năm 2018 á, nếu có dịp đi xa ha, thì tốt nhất là dắt con hay là những cái người thân của mình đi, để mất công sẽ dễ gây ra tai tiếng, thì hiểu lầm nghi kỵ vợ chồng, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gia đình sẽ có gãy gánh nếu như mà để mà đi xa mà chồng nghi ngờ. Đối với các em mà độc thân á, năm nay cẩn thận trong giao tiếp, dễ bị tai tiếng, có thể làm nản lòng người muốn đến với mình. Mặc dù hồng loan đào hoa là số của các em, vốn thường được nhiều người để ý, nhưng năm nay với quả tú nhập hạn, chuyện tình cảm thì không được như ý, dễ gây buồn lòng. Rồi, nếu đã có người hợp ý tâm đồng á, nên muốn tiến đến hôn nhân á, năm nay tuy không thuận vì đang gặp tam tai, nhưng hy vọng báo hỷ sẽ được giải tỏa được cái hôn nhân, tức là mình có cái hỷ sự thì nó sẽ giải tỏa được cái mối khắc oan hôn nhân đi. Sức khỏe năm nay sao vận thì không tốt, sức khỏe thất thường ha, cần quan tâm đến các bệnh mà từ phần lưng trở xuống ha. Bổn mạng rất bất an, dễ phạm thân bởi câu kế đô không xô cũng ngã. Gặp năm nay năm tam tai năm nặng nữa thì nó có tai nạn, tai tiếng và tai ương đi chung ha, mà gặp kế đô nữa thì chắc chắn rằng là các em phải cực kỳ cẩn thận. Cho nên đó là tuổi của các em, người ta nói là tuổi thì thổ mạng thì thủy lấn xô nhau hoài ha, nay đông thì mai đã ở đòi, tức là nay thì như thế này mai như thế kia, cho nên là cẩn thận nhiều thứ. Thì do đây là một cái tuổi rất là xấu, cho nên anh cũng như các tuổi khác, anh có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm. Đối với tuổi của các em thì vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Nhâm Tuất nữ mạng của các em thì nó nói chung là 6 tháng đầu năm này thì nó cũng có những tháng thuận lợi và những tháng đặc biệt cần chú ý. Thì đầu tiên hết tháng Giêng là của năm Mậu Tuất, tức là tháng Giáp Dần, một tháng Thủy. Mệnh như vậy là Thủy nó đồng hàn, bản mệnh tốt, sức khỏe ổn ha. Thiên can Giáp Nhâm không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Địa chi thì có nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất là dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Như vậy khởi đầu của năm Mậu Tuất, các em có được cái sự đồng hàn về mệnh ha, dù là tháng sinh xuất, cả năm sinh xuất là đồng hàn Thủy này thì Thủy nhiều, sinh xuất bản mệnh thì về mặt thì chúng ta cũng không sợ bao nhiêu. Như vậy là sức khỏe là mọi thứ ổn. Thiên can là không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên cái chữ giáp là về nằm âm ngũ hành, đó là mộc, nhâm đó là Thủy. Như vậy là Thủy sinh mộc, chúng ta bị sinh xuất về thiên can về mặt nào âm ngũ hành nha. Nhưng chúng ta có nhóm tam hợp về địa chi Dần Ngọ Tuất có nhiều sự may mắn, chứng tỏ là chúng ta được Thủy đồng hàn mệnh nè. Nhóm tam hợp thiên can thì không xung không hợp về mặt tử vi, còn về mặt nạp âm ngũ hành thì bị sinh xuất. Như vậy thì nó cũng không có quá gì lớn, chúng ta có nhóm tam hợp nữa thì nó sẽ làm cho nhiều cái việc nhiều tiền ha, sự may mắn trong gia đạo cũng như là mọi thứ. Như vậy là tháng Giêng là tháng ok đối với tuổi các em. Đến tiếp theo là tháng 2, một tháng Ất Mão. Tháng này thì không có suôn sẻ như như vậy. Để coi, tháng Ất Mão này cũng là một tháng Thủy, Thổ. Thủy thì nó đồng hàn, cho nên là cũng như cái trên, bản mệnh tốt, sức khỏe tốt. Thiên can Ất với Nhâm cũng không xung không khắc, cũng trạng thái cân bằng tự chủ. Mà địa chi Mão với Tức thì thuộc nhóm lục hợp, sẽ đem nhiều sự may mắn, dễ sinh tài lộc. Như vậy là hai cái tháng này, tháng Giêng và tháng 2 của các em là hai cái tháng ok, rất là tốt. Khởi đầu một cái năm hứa hẹn nhiều cái sự khó khăn, mà khởi đầu hai cái tháng tốt như vậy thì chúng ta cũng có cái sinh khí, gọi là theo như cầu mong rằng là đầu xuôi đuôi lọt đi, đúng không?
Thổ à, quên là thủy thì đồng hợ, mệnh thì thủy đồng hàng, ok sức khỏe tốt. Thiên can ất với nhâm cũng vậy, cân bằng tự chủ, đặc biệt là mật mão với túc là thuộc nhóm lục hợp ha. Lục hợp về địa chi của tháng là lục hợp luôn cả địa chi của năm à, lục hợp luôn địa chi của tháng thì sẽ hy vọng rằng nó hóa giải được cái lớn phần lớn cái địa chi mà tham ta đem lại tiền tài mà cũng như là nhiều cái thứ khác nữa cho các em ha, hy vọng là vậy. Đến tháng 3 là tháng Bính Thìn à, tháng này là tháng Thổ, như vậy là Thổ sẽ khắc thủy à, tháng khắc bản mệnh à, mọi việc về sức khỏe cần chú ý ha. À, có thể là sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, dễ bị bệnh tật tai nạn. Thiên can chữ nhâm à, chữ nhâm nó sẽ khắc chữ Bính à, như vậy là thiên can tương khắc tháng à, nó sẽ nhiều rắc rối âu lo trong công việc, dễ sinh thị phi, hao tài nặng, có thể là mất việc nếu như mà các em làm trong hãng sở. Địa chi Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Tuất lục xung à, mà lục xung là sao, là sự đối chọi và chống đối lẫn nhau. Như vậy về tử vi có ba cái để xét thì tháng 3 này các em có ba cái đều tương khắc hết, không bị tháng khắc thì các em khắc tháng ha. Mệnh Thổ khắc thủy là tháng khắc bản mệnh ha. Sức khỏe đặc biệt chú ý là tai nạn thị phi, mọi thứ gần như mình nói rằng đây là có thể là cái tháng đen nhất của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các em. Tỷ lý do sao có cả ba cái đều các bị tương khắc bị này kia hết, nó sẽ rất là khó khăn, cho nên là các em thì anh sẽ cực kỳ cẩn thận tháng này ha. Chồng nói gì cũng nhịn ha, tránh đi đâu xa, gọi là mình tránh sự mọi sự. Tháng này là tháng tu, buồn buồn tháng này nó thiệt, cái buồn buồn vô chùa hoặc là đi đâu đó giải trí chắc ăn đỡ tốn tài và đỡ sẽ xảy thị phi nữa ha. Rồi đặc biệt nha, nhớ nha các em phải để ý cẩn thận nhất là tháng 3. Rồi tiếp theo là tháng đấy, tháng tư, tháng Đinh Tỵ, một tháng Thổ tiếp, tháng tư âm lịch của năm Mậu Tuất là tháng Thổ tiếp. À, tháng Thổ là mệnh Thổ khắc thủy cũng giống như trên ha, tương khắc thiên can đinh với nhâm à, chữ đinh này nó hợp nhâm, đây là sự hợp nhân từ chủ về chữ nhân ha. Công việc hanh thông, dễ sinh tài lộc ha, thiên can và được ngũ hợp là ngon ha. Địa chi Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương khắc, không gì hết với nhau, như vậy là một điều ngon lành rồi ha. À, như vậy là trải qua một cái tháng 3 cực kỳ nguy hiểm thì đến tháng 4 này thì chỉ các em chỉ cần phải để ý cái bản mệnh của mình, cũng phòng tránh bệnh hoạn, phòng tránh tai nạn ha. Bản mệnh do là Thổ nó khắc thủy, Thổ nó khắc tháng, nó khắc bản mệnh chúng ta. Thiên can thì có đinh hợp nhâm, thì hy vọng rằng cái thiên can mà lục ngũ hợp này sẽ đem đến cái sự may mắn không, giải quyết được những cái khó khăn của cái chữ thiên can nhâm nó khắc bính ở trên à. Từ nhâm nó khắc bính dù gì đi nữa thì của tháng 3 đó là chúng ta khắc tháng, chúng ta cũng dễ giải quyết hơn là kháng tháng chúng ta ha. Địa chi Tỵ Tuất thì tự chủ bình hòa về mặt tử vi, tuy nhiên Tỵ là thuộc hành hỏa, Tuất là thuộc hành thổ, như vậy là bản thân địa chi này cũng gọi là được tương sinh, cho nên là ngoài thiên can được ngũ hợp, địa chi được tương sinh về đập âm ngũ hành, hy vọng là nó sẽ có đem được nhiều điều may mắn. Hai cái này nó có thể khắc chế được cái bản mệnh bị tương khắc thổ khắc thủy của tháng tư này. Hy vọng là công việc cũng như gia đạo của tháng này sẽ được làm mọi việc hanh thông, nhưng mà cẩn thận bản mệnh ha, cẩn thận về sức khỏe và bệnh tật, đặc biệt là tai nạn. Rồi đến tháng tiếp theo là tháng 5, một tháng mậu ngọ, tháng này là tháng hỏa, như vậy mệnh thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, không tốt cho sức khỏe nhưng không quá nguy nan, tại vì dù những nơi bản mệnh chúng ta khắc tháng nhưng mà tháng khắc bản mệnh chúng ta. Thiên can chữ mậu của mậu ngọ nó khắc chữ nhâm à, tháng khắc thiên can, công việc dễ lâm bế tắc rắc rối, nhiều thứ cần cẩn trọng, nhất là ký tá giấy tờ và đặc biệt cẩn thận kẻ năm sau lưng ha.
Địa chi dần ngọ tuất là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, tam hợp. À, như vậy là tháng tháng năm là một cái tháng cũng không có ngon lành gì. Vì sao? Bản mệnh chúng ta khắc tháng, nhưng mà đó là nó có tương khắc là sẽ có điều xấu ha. Thiên can đặc biệt mẫu khắc nhâm, là chữ mẫu này mà của tháng nó khắc thiên can của chúng ta, khắc chữ nhâm của chúng ta, cho nên là cần cẩn thận nhiều thứ ha. Đã xui rồi mà gặp thiên can, cái như tổng thể của chúng ta là ở ngoài là nãy đã xét rồi, có 5-6 cái nhưng mà xét về cả năm thì chúng ta xui hết cả năm rồi, mà cái này thiên can tương khắc nữa, thì nếu là các em công việc gì đặc biệt ha, tháng 3 và tháng 5 là phải cần cẩn thận, chứ không là rắc rối to, thậm chí lâm vào bế tắc mất việc là dễ xảy ra trong tháng 3 với tháng 5 lắm nha. Rồi tiếp theo là địa chi có dần ngọ tức là tam hợp, à có nhiều may mắn, hy vọng rằng với cái sự may mắn của tam hợp nó hóa giải được tam tai này của tháng, có thể là sẽ giúp cho các em đỡ sự gặp rắc rối trong công việc ha, có được cái gia đạo vững chãi, mình vượt qua cái công việc, có được cái sự may mắn ha, có để mà để gọi là vượt qua cái khó khăn. Rồi tháng thứ sáu là tháng kỷ mùi, tháng này cũng là một tháng hỏa, à mệnh hỏa sinh thủy khắc hỏa ha, bản mệnh khắc tháng không tốt cho sức khỏe như trên ha. Rồi kỷ với nhâm á, không xung không hợp, à trạng thái cân bằng tự chịu, à tuy nhiên á, là chữ kỷ này nó thuộc hành thổ, nhâm là thuộc hành thủy, như vậy là kỷ nó cũng khắc nhâm mà về mặt nào ngũ hành ha. Mùi với tuất á, thì là thuộc nhóm tự hình, thành tuất sửu mùi ha, cho nên đó là nó cũng dễ gây rắc rối nè, trong gia đạo dễ dễ có cái sự chống phá, mà không phải ở bên ngoài mà từ trong gia đạo của mình ha, chữ do cái dinh hiểu lầm, do cái tham tai tai tiếng tai ương tai nạn rồi nó làm nó gây ra, cho nên là đừng có mặt nguy hiểm ha, đừng có manh động. Như vậy là tổng thể mà nói trong 6 tháng đầu năm thì chỉ có 2 tháng đầu, thà tháng giêng và tháng 2 là có cái gọi là tương đối may mắn, có chút gọi là nhẹ nhàng để mà có thể vượt qua. Nhưng mà từ tháng 3 ha, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì các tháng này bản mệnh chúng ta rất yếu, vốn vĩ và bản mệnh của các em đã bị sinh xuất rồi, thủy sinh mộc rồi, mà từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, một là bản mệnh tương khắc tháng và tháng khắc bản mệnh đó. Rồi là tháng 3 gặp sự rắc rối của địa chi, tháng 5 của tháng 3 gặp rắc rối địa chi, rồi luôn cả thiên can, tháng 5 thì bị thiên can, à tháng 6 thì bị địa chi. Nói chung là từ tháng 3 trở đi cho tới tháng 6 là các em thì đã cực kỳ cẩn thận bộ mạng của mình, công việc mọi thứ ha, chứ nếu không thì hối không kịp trong cái năm tam tai nặng đầy những cái bất trắc và nguy hiểm này. Hy vọng đây là những cái thông tin mà anh có thể giúp được cho các em, báo hiệu cho các em biết phía trước là một con đường đầy gồ ghề, và các em giảm tốc độ đi qua nó cách nhẹ nhàng, chứ đừng có manh động mà thiệt thân ha. Hy vọng rằng là các em thấy nó hay, nếu như thấy hay thật thì bấm like và chia sẻ để mọi người cùng tuổi nhâm tuất biết mà ứng dụng trong cuộc sống. À, nếu như ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những tử vi của các tuổi tiếp theo, có thể là Quý Hợi rồi Giáp Tý lần lần tới phía trước, tại vì khoảng thời gian vừa rồi là khoảng thời gian gia đình có tang thì anh rất là mệt mỏi và bệnh hoạn nhiều, cho nên là chưa có làm được những cái mà mọi người mong muốn, mong rằng mọi người bỏ qua. Rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của mình một cách thường xuyên. Nếu như ai mà cảm thấy là tuổi mình, nhất là những tuổi nhâm tuất này, mà các bạn mà thấy cảm thấy rằng có nhiều cái sự nguy hiểm quá, thì comment hoặc inbox số ngày tháng năm sinh của các em, thì riêng tuổi này thì anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Tại vì thật sự giống như là tuổi này thì cũng giống như là cái tuổi Tân Dậu cho năm Đinh Dậu vừa rồi,
cực kỳ khó khăn. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.